các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 21. Bệnh sỏi thận. Chứa hột chín phơi khô, rang chín rồi xay thành bột. Hạt đười ươi rang chín rồi xay thành bột. Hai thứ bột trộn theo tỷ lệ 4 chứa hột 1 đười ươi. Sáng uống 1 muỗng canh, sau 9 giờ tối uống 2 muỗng cơm. Mỗi ngày ăn thêm 1 nắm rau muống luộc chấm tương tỏi. Nếu sàn nhỏ ăn gạo lứt muối mè theo số 7 và uống ấm cả ngày trà đậu đỏ và trà gạo lứt. Mỗi thứ 3 nắm nấu 1 lít nước còn lại 1/2 lít. Đắp nước gừng ban ngày, dán cao khoai sọ ban đêm ở vùng thận. Ha ha ha, 问什么的说